xinh hơn nè. Có bao nhiêu trời, nhìn nó giống như là một cái đám mây vậy đó. Nó khô rất là nhanh, bên trên nó đã khô rồi. Cái này là cái miếng của người ta để làm slime. Nếu cả nhà cũng giống như chị, lúc nào cũng làm fail slime tảng băng, thì hãy cùng chị khám phá bí mật trong video ngày hôm nay. Chị sẽ có bật mí những bí quyết của những slime ở nước ngoài đã sử dụng để luôn thành công với loại slime này đấy. Rồi các em đang làm gì đó, hãy chia sẻ với chị bằng cách comment ở phía bên dưới nha. Riêng ngày hôm nay chị có một cái niềm vui rất là lớn luôn, đó chính là nhận được quà. Và chị cực kỳ thích nhận quà luôn. Đặc biệt hơn nữa, đây là một cái bưu phẩm được gửi đến từ nước ngoài. Đó, bất ngờ chưa? Và chúng ta hãy cùng bóc xem bưu phẩm này bên trong có gì nhé. Nhưng mà trước tiên hãy trở thành một liệt copy đáng yêu của đại gia đình Baby Kobo Home bằng cách là nhấn like, share, comment và subscribe để trở thành một thành viên ha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi, let's do it. Mục đích chính là muốn khoe với cả nhà một cái bưu phẩm được gửi từ nước ngoài về. Mà cả nhà biết ở đây là ở đâu không? Đây, Belgium, tức là ở Bỉ. Bỉ thì có gì trời? Có sô-cô-la Bỉ đó. Chị thì chỉ có liên tưởng được đến đồ ăn là sẽ ra liền thôi. Cho nên bây giờ chị em mình sẽ cùng bóc thử cái bưu phẩm này xem là nó gửi cái gì về nha. Trong lúc mà chị Bu ở trong clip đang mải mê bóc gói quà thì chị sẽ giải thích cho các bạn nghe là tại sao chị nhận được món quà này nha. Đó là một lời mời hợp tác từ trang web Gearbest. Và đây là một trang web bán hàng trực tuyến giống như Shopee, Lazada ở Việt Nam vậy đấy. Và ở đó có rất là nhiều sản phẩm họ nhận ship từ nước ngoài về Việt Nam luôn. Trong trường hợp là chị em mình phải trả trước bằng thẻ hoặc là mượn ba mẹ tài khoản PayPal và họ sẽ ship rất là nhanh. Chị nhận được lời mời hợp tác này và họ nói là hãy chọn một cái sản phẩm ở trên trang web bất kỳ luôn. Sau đó thì họ sẽ ship về, chị sẽ làm một cái video và giới thiệu cho các bạn xem thử sản phẩm của họ có chất lượng hay không. Thì chị đã đặt cái sản phẩm này và bây giờ chị em mình hãy cùng test thử xem có chất lượng thật sự hay không nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra thôi. Và đây là cái đường link chị đã dùng để mua cái sản phẩm này. Nếu cả nhà cũng muốn mua cái bộ kit này thì hãy cùng với chị đi lên trên trang web gearbest.com. Và đây là bộ kit làm slime tảng băng. Đó, bộ kit này có giá là 24 đô 99 đồng, chắc đổi ra tầm 500 mấy á, chị cũng không nhớ nữa. Và bên dưới nó còn có hướng dẫn sử dụng nữa nè. Cái hướng dẫn thì chị cảm thấy là nó hơi sơ sài một chút, nhưng mà không sao, lát chị em mình sẽ cùng xoay sở xem như thế nào nhé. Rồi, bây giờ kiểm hàng thử xem là có giống hình hay không nha. Trong bộ kit nó ghi là có 4 hũ keo trong nè. Đó, 4 chai keo trong đây rồi. Chữ gì giống như chữ Đài Loan thì cũng không biết luôn. Tiếp theo là màu, gồm có 7 màu. Rồi, đủ. Đây là một chai kem cà râu, khá là bự ha, không có giống cái hiệu Gillette chị em mình thường hay xài. Tiếp theo nữa là hũ đựng, 4 cái, đủ luôn. Một cái chén khuấy, rồi đồ khuấy. Thêm một cái đồ lấy dung dịch, chắc để lấy activator cho nó không có đụng vào tay cho nguy hiểm chăng. Một cái muỗng nhỏ dùng để lấy cái gì không biết. Một chai activator. Đây, 100ml. Thường hay thấy ở trong các video mà bóc những cái hộp bột kit á. Còn đây là hai chai, chắc là hai chai keo sữa, bởi vì chị thấy đằng sau có chữ PVA nè. Và một cái bộ bột em bé, à không, phấn em bé. Và một cái hộp bột gì đó không có biết. Rồi kéo xuống phía dưới, à nó có ghi nè, đây là bột Tansum Powder. Có lẽ đây là một cái bột gì đó để giúp cho mình làm thành công slime tảng băng chăng. Ok, bây giờ chị em mình cùng test trong thử là biết ngay thôi. Chị tìm kiếm cái shop đó đó, xong mà chị cũng thử kiếm xem là nó có kênh YouTube hay là có một cái kênh nào đó để chị em mình có thể coi được cái hướng dẫn cụ thể hay không. Thì thấy nó chẳng có gì hết á, chỉ đơn giản là thông tin shop đồ này nọ thôi. Cho nên là bây giờ chị em mình sẽ phải tự làm trong mù mờ, tự mò luôn bằng cái hướng dẫn. Rồi, bởi vì đồ đựng, đồ khuấy của bạn ấy nhỏ quá. Đây, thì xịt một cái kem cạo râu chắc là hết luôn rồi quá. Cho nên là chị sẽ sử dụng cái tô này của mình cho nó rộng ha. Rồi, bây giờ các bước sẽ gồm có những gì đây. Nó nói là sẽ chuẩn bị một cái hộp. Trời ơi, cái hộp nhỏ xíu vậy rồi khuấy vào đâu. Thôi để mình bỏ vô đây. Rồi bỏ keo sữa vào.
đâu cho đủ ta. Tí xíu về trước đi, thử mà. Cái mùi keo sữa này cũng khá là giống keo ATM của nhà mình đó cả nhà. Đó. Khi nào cùng một mẹ đẻ ra rồi. Rồi sau đó là bỏ một lượng lớn shaving foam vào. Bỏ một lượng lớn shaving foam chính là kem cạo râu. Lớn thì lớn. Cái mùi khá là khác với lại kem cạo râu chị em mình hay dùng để làm slam. Nó mùi bạc hà nhưng mà thanh mát. Có lẽ là ở bên đó nó thích xài giống vậy. Rồi bây giờ trộn lên. Thấy chưa, chị nói rồi mà, phải dùng một cái tô đựng bự như vậy nè. Chứ tô đựng của các bạn ấy đưa nhỏ quá, không có đựng được, nó tràn ra hết. Này mà còn tràn rồi nè. Ê, hôm nay nhiều đồ màu hồng quá. Muỗng hồng, chén hồng. Lát mình dùng luôn đồ màu hồng đi. Dùng luôn màu hồng. Người ta bảo là mix well. Ủa vậy tự nhiên cho thêm keo trong chi ta? Cho khuyến mãi cho đủ một bộ chăng? Rồi, bây giờ sau khi đã trộn đều, không biết trộn đều chưa nữa. Trên đây hay dưới đây, trộn lên coi. Rồi, sau khi đã trộn đều rồi thì người ta bảo là sẽ cho vào đây một chút xíu nước thôi. Để chị đi lấy nước nha. Bảo cho xíu thì cho xíu. Rồi, xíu rồi nè. Khi cho nước vào thì cũng trộn đều luôn. Bước tiếp theo là sẽ bỏ cái bột này vô. Bột tan sưng như thế này. Bỏ nhiêu trời? Bỏ đại hết ta. Mình cũng không biết cái bột này ở Việt Nam gọi là gì nữa. Bỏ nhiêu là vừa ta? Nó bảo là bỏ một lượng bột vào. Chị không biết bỏ bao nhiêu thôi, chị bỏ đỡ 4 muỗng nhỏ đi. Cái bột này nó khá là cứng nha cả nhà. Nó không có phải bột mịn đâu. Nó giống như là borax thô vậy đấy. Rồi giờ chị trộn lên. Chị có coi trên một số kênh YouTube nước ngoài á, thì người ta thay cái bột đó bằng bột của cái bé. Có lẽ là vì vậy nên là cho thêm cái bột baby powder hay chăng. Rồi trộn đều rồi nè. Bây giờ sẽ cho activator vô để trở thành slam. Mở được rồi nè. Rồi dùng cái đồ lấy dung dịch này. Lấy dung dịch xong bỏ vô đây. Trời, tự nhiên trong một phút mình cảm thấy mình trở thành nhà bác học. Tại vì hồi trước á, mấy cái dụng cụ đó hả, ở trong phòng hóa học mới có không à. Đây nè cả nhà ơi, đây là cái slam thành phẩm. Mà nó ngộ lắm, nó không có giống như chị em mình đã từng làm đâu. Bình thường slam á là nó sẽ không có dính tay. Tuy nhiên cái slam này nó dính tùm lum nè. Mặc dù là chị đã tìm hết tất cả mọi cách để khắc phục. Lúc nãy chị đã tắt camera đi để cho thêm keo sữa rồi tùm lum tà la hết trơn. Nhưng mà nó vẫn cứ dính nè, vẫn cứ dính. Và đặc biệt nha, nhờ cái bột đó hay sao á mà cái slam này nó khô cực kỳ nhanh. Tức là vừa để khoảng cỡ 5 đến 10 phút ở ngoài trời thôi là nó đã khô rồi. Cái bề mặt nó giống vậy nè. Chị cũng không biết miêu tả làm sao nữa, nhưng mà nó giữ cái form rất là tốt. Nè, bình thường á chị em mình nhồi hồi á là nó sẽ mất cái form của nguyên một cái đám bông như thế này. Còn hôm nay á thì nó giữ form cực kỳ vui luôn. Nhìn nó giống như là một cái đám mây vậy đó. Mình cứ phải cầm một đám mây này luôn.
nhưng mà Slam này lại không có poke được, không làm gì được hết trơn. Nó chỉ đơn thuần là một đám mây vậy thôi đó. Ok, bây giờ mình để vô trong cái tô rồi để chờ coi ngày mai nó có khác gì không ha. Chứ bản thân chị á thì lúc nãy để qua chừng cũng đó, thấy không? Nó khô rất là nhanh, bên trên nó đã khô rồi. Phải chăng cái này là cái bí quyết của người ta để làm slam ta? Bây giờ chị sẽ kiếm. Đó, đây nè cả nhà nhìn. Mấy cái này nó dính ở trên tay chị, nó rất là ngộ. Bình thường thì mình làm slam nó sẽ rớt ra luôn. Còn này nó khô lại giống như là bột luôn. Trong khi đó lúc nãy mình cho ít mà ta. Rất là xốp. Giờ mình phải kiếm cái hộp nào bự bự giống vậy bỏ vô mới được. Rồi quên bỏ màu rồi, để chị lấy màu. Thôi kệ, bây giờ bỏ vào trong cái đồ đựng này đi. Bỏ dưới đáy đi. Ủa, cái màu này rất là lỏng luôn nè cả nhà. Ủa, hay là mình chưa lắc lên ta. Màu gì như nước vậy, kỳ vậy. Ngộ ghê. Ủa, đâu có dừa đâu. Ủa gì giờ biết bỏ vào đâu. Ngon mắt ngon miệng tới cái phần làm slam gà mò này của chị. Và chị sẽ thông báo cho cả nhà kết quả trên Instagram hoặc là làm một cái video clip khác. Cả nhà còn có muốn chị thử làm slam gì với các cái nguyên liệu này không? Bây giờ còn view quá trời luôn nè. Chúng ta có thể thử làm slam trong bằng keo trong cũng được. Cả nhà có muốn xem là slam trong được làm một bộ kit nước ngoài thì sẽ ra sao không? Hãy comment cho chị biết với nhé. Còn bây giờ thì bye bye.